Hãy xin chào các bạn, mình là Duy. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái công cụ rất là tiện ích trong việc lập trình .NET. Đó chính là NuGet. Thì đây là một cái mở rộng của Visual Studio. Thì các bạn có thể vào trang nuget.org để tải về sử dụng. Thì nó để làm gì? Thì đây là một cái mở rộng mà cho phép chúng ta có thể dễ dàng cài đặt hoặc là update những cái thư viện của bên thứ ba hoặc là những cái tool mà tích hợp vào Visual Studio để lập trình. Thì như các bạn có thể thấy, đây là cái hình nó đã chụp khi mà chúng ta đã cài đặt NuGet thành công, thì nó có thể dễ dàng cài đặt cái NDT framework hay là cái jQuery, hoặc là chúng ta cần thiết HTML 5 thì hay CSS 3 thì chúng ta có thể search online vào cái box này. Thì đây là một trong những cái mở rộng rất là hữu ích mà đa số thì mình dùng. Thì theo mình thấy, đây là sử dụng NuGet thì nó sẽ làm cho thời gian chúng ta tiết kiệm hơn trong việc mà cài đặt của bên thứ ba, thay vì chúng ta phải cấu hình bằng tay, chúng ta copy những cái DLL vào này nọ thì rất là lâu. Chúng ta chỉ cần là chúng ta cài NuGet xong rồi chúng ta, nếu mà cái bên thứ ba nó có hỗ trợ chúng ta install cái thư viện mà thông qua NuGet thì rất là dễ dàng. Chúng ta chỉ cần mở NuGet lên bằng Visual Studio và chúng ta copy cái link mà nó cung cấp và nó sẽ tự động install cho chúng ta tất cả những cái DLL cần thiết hay là những file cấu hình cần thiết vào trong cái project chúng ta vừa tạo. Thì để cài đặt thì chúng rất là dễ, các bạn bấm vào install NuGet thì nó sẽ chuyển tới một cái trang nó gọi là NuGet Package Manager. Thì cái thằng này nó là quản lý những cái gói mà cấu hình, những gói cài đặt thì chúng ta có thể download về. Ở đây các bạn lưu ý nó support cái Visual Studio 2010 và là 2012, cho nên các bạn lưu ý nếu mà xài hai Visual Studio 2008 hay là Visual Studio 2005 thì có thể là nó không có chạy được. Rồi chúng ta bấm vào download để chúng ta tải về, thì nó sẽ tải về một cái file gọi là nuget.tools.vx. Thì chúng ta chỉ cần là click vào cái file này, chúng ta cài đặt bình thường thì nó sẽ tự động cài vào Visual Studio chúng ta. Sau đó chúng ta tắt Visual và chúng ta khởi động lại thì nó sẽ hiển thị ra một cái tab ở trong cái tool. Bây giờ mình sẽ demo. Nó cài đặt rất là nhanh. Thì bên cạnh cái việc mà nó giúp cho chúng ta hỗ trợ chúng ta những cài đặt những cái DLL, những cái thư viện nhanh chóng, thì nó còn cho phép những nhà lập trình có thể upload những cái gói của họ lên cái NuGet. Ví dụ như là mình viết một cái framework hay là mình viết một cái gì đó, nói chung là hỗ trợ cho những người khác sử dụng, cho cộng đồng sử dụng, thì mình có thể upload cái bucket của mình lên. Thì và nó có sẽ có cái trang mình, nó sẽ cung cấp cho cái đường link thông qua cái NuGet để chúng ta, để họ có thể cài đặt cái DLL, cái thư viện do mình up lên. Đây là phần cài đặt. Thì các bạn ví dụ như máy mình đang có sẵn Visual Studio 2010 và 2012 thì các bạn có thể chọn muốn cài vô thằng nào cũng được. Giờ mình sẽ chọn cái Visual 2010. Ở đây mình đã cài sẵn rồi cho nên là mình sẽ không cài lại, mình sẽ bật demo cho các bạn xem. Đây là cái Visual Studio 2010. Thì khi cài đặt xong rồi các bạn vào cái tools, các bạn sẽ thấy nó có thêm một cái library package manager. Ở đây chính là chúng ta vừa cài đặt cái NuGet xong. Thì các bạn sẽ bấm vào cái package manager console. Và nó sẽ khởi tạo một chút xíu. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ như một cái link cài đặt thư viện, ví dụ như là cái link này. Đây các bạn nhìn kỹ thì ở đây là cái Visual Windows Azure Media Service. Thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái đường link để chúng ta cài đặt cái DLL thông qua cái NuGet rất là nhanh chóng. Thì các bạn cần copy cái đường link này
Sau đó chúng ta sẽ dán vào đây và bấm Enter. Ở đây nó sẽ cho phép chúng ta được chọn cái mình chắc nào. Vì hiện tại cái solution của mình là đang mở bốn cái ba cái project và một cái website. Nên là mình sẽ phải chọn cái project nào để chúng ta install, thì các bạn chọn một cái project và các bạn bấm Enter thì nó sẽ tự động cài đặt chúng ta tất cả những cái DOL, những cái thư viện cần thiết. Cho nên cái việc này rất là dễ dàng mà chúng ta không cần phải cấu hình bằng tay. Như vậy mà chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian. Bên cạnh đó thì mình đã sử dụng ví dụ như là cái CK editor thì các bạn cấu hình bằng tay rất là phiền phức, rất là lâu mà đôi khi nó còn bị lỗi. Mà mỗi lần lỗi thì mình phải mở lại cái documentation để chúng ta đọc lại, rất là mất thời gian. Nếu mà người nào làm quen rồi đó, thì việc đó rất là dễ dàng, thì cấu hình bằng tay giống như là thuộc luôn rồi, mình cấu hình rất là nhanh. Nhưng mà lâu lâu chúng ta mới sử dụng CK editor thì nó rất là khó chịu. Mình phải vô cái trang web của nó rồi mình phải coi cái documentation install như thế nào, rồi mình sẽ làm theo từng bước như vậy, rất là nói chung là nó rất khá là mất thời gian cho cái việc mà cài đặt, chứ chưa nói đến cái việc mà sử dụng chúng ta nữa. Cho nên là muốn install CK editor thì mình chỉ cần vô cái trang CK editor và nó sẽ cung cấp cho cái link giống như cái link nãy mình vừa dán vào đây đó. Và mình chỉ cần chọn cái project mình muốn sử dụng cái CK editor và mình bấm enter, cái là nó sẽ tự động install tất cả những cái DOL, những cái DOL cần thiết vào trong cái project của mình. Đây cái CK editor, đây là cái trang đây cũng là một cái tool mà nó hỗ trợ chúng ta viết viết văn bản. Nó là một cái text editor để chúng ta nhập văn bản. Thì đây rất là cái CK editor rất là nổi tiếng và nó đã được hình thành 10 năm, đã được tồn tại đến 10 năm rồi. Như vậy các bạn có thể thấy là cái việc install của chúng ta rất là DOL của chúng ta rất là dễ dàng. Đây tất cả những cái DOL nó đã install vào cái mục reference. Hy vọng là cái video tutorial lần này sẽ giúp cho các bạn nhanh chóng được giảm thiểu được cái thời gian mà chúng ta cài đặt những cái thư viện của bên thứ ba. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào các bạn.